Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học tiếp theo ở trang số 37. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con bài có tên là The Banjo Picker. Và bây giờ thì các con cùng khám phá tên nốt nhạc bản nhạc này với cô nhé. Về phần nốt, chúng ta không có nốt gì mới, chúng ta đã học ở phần trước. Toàn bộ là tay phải là Do, Re, Mi, Fa, Son và tay trái là Do, Si, La, Son, Fa. Đó là những nốt mà chúng ta đã học và bây giờ chúng ta thực hành thôi, không có gì cả. Bây giờ cô sẽ gọi tên nốt nhạc theo nhịp 4-4 nhé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fa, Fa, La, Do, Fa, 2, 3, 4. Re, Re, Fa, Re, Do, 2, 3, 4. Fa, Fa, Fa. Đồ, rê, rê, đồ, hai. Lá, lá, son, phà, son, hai, ba, bốn. Phà, phà, la, đô, phá, hai, ba, bốn. Rê, rê, phá, rê, đồ, hai, ba, bốn. Phá, 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 đồ, rê, rê, đồ, hai. Lá, lá, son, son, phà, hai, ba, bốn. Đó là các tên gọi nốt nhạc của bản nhạc này. Bây giờ thì các con cứ quan sát cô. Cô sẽ hướng dẫn cho các con chơi ở trên phím đàn bản nhạc này nhé. Ở bài The Banjo Picker này, các con sẽ ứng dụng lại các vị trí mà các con đã học ở bài học trước nhé. Tay phải thì chúng ta sẽ ứng dụng 4 nốt là Do, Re, Mi, Fa. Còn tay trái thì chúng ta sẽ ứng dụng 5 phím là Do, Si, La, Son, Fa. Bây giờ thì cô sẽ làm mẫu cho các con từ đầu đến cuối. Các con nghe cô chơi và hát nốt nhạc theo cùng cô nhé. 1, 2, 3, 4. Fa, Fa, La, Do. Giờ thì cô Vân sẽ chơi với lại nhạc ở tốc độ chậm và tốc độ nhanh nhé. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Thank you.
ngắn bài từ Benjopicker. Ở bài học này thì chúng ta sẽ ôn lại các vị trí mà chúng ta đã học đối với các bài học trước. Vị trí tay phải Do, Re, Mi, Fa và tay trái là Do, Si, La, Sol, Fa. Các con luyện tập bài học này nhé. Và chúng ta chơi đàn nhớ khung ngón tay, ngồi thẳng lưng, đặt chân vững vàng ở dưới mặt sàn hoặc là trên một cái ghế nhé. Và chúng ta lưu ý về vị trí gõ tay khung ngón tay, thả lỏng, gõ nâng cao ngón rồi hạ xuống thật chắc chắn. Một điểm nữa cô cũng cần các con lưu ý, đó là nốt nhạc được viết ở trên khóa son và khóa fa, tên gọi và các chữ cái ký hiệu đối với từng nốt nhạc cũng là những điều mà các con cần nhớ để chúng ta có thể học được những bài khó hơn về sau nhé. Chúc các con luyện tập bài học này thành công. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở bài tiếp theo.